tăng tốc thi công cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh, Quảng Bình trước mùa mưa bão. Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, ban quản lý dự án 6 tăng cường phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đối với các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong mùa mưa bão năm 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo mùa mưa bão khu vực miền Trung năm nay có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai bão lũ, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý dự án 6, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tư vấn giám sát nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch thi công sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo cụ thể hơn, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu thi công, cố gắng hoàn thành các hạng mục dở dang trong mùa mưa bão. Trong đó, chú ý điểm dừng kỹ thuật thi công khi có dự báo thiên tai để đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị. Không để máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở những vị trí dễ sụt trượt, lở đất, ngập sâu. Các công trình cầu, cống, nền đường đang thi công có thời gian thi công dài phải tập trung giải quyết phần công trình dưới nước, khu vực đắp đất sau mố cầu, cống, các đoạn đào sâu, đắp cao, kết hợp với các biện pháp chống va trôi, neo giữ để bảo vệ công trình, vật tư, thiết bị, mặt bằng công trường phục vụ thi công khi có lũ lụt. Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn cũng cần kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ để có giải pháp khắc phục kịp thời, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy, tổ chức thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên các đường công vụ ngoại tuyến trong và sau mùa mưa bão, nhất là giữ mặt đường êm thuận, đảm bảo lưu thông thông suốt, hệ thống cọc tiêu, biển báo đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo an toàn khi có lụt, bão xảy ra. Đồng loạt xin thêm vốn rút ngắn tiến độ cao tốc. Báo cáo tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án đường cao tốc diễn ra vào ngày 22 tháng 7, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, sản lượng ở cả hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 là Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng đều đạt trên 50% giá trị hợp đồng. Khẳng định mục tiêu đưa dự án về đích dịp 30 tháng 4 năm 2025 theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải là khả thi, ông Minh cho biết, trong tháng 6 năm 2024, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã đăng ký bổ sung 1.200 tỷ đồng. Tại hai dự án thành phần qua Hà Tĩnh, Quảng Bình, ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 6 cho biết, tiến độ đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sản lượng thi công đoạn Vũng Áng – Bùng đạt hơn 58%, vượt gần 3% so với kế hoạch. Dự án Bùng – Vạn Ninh cũng đang bám sát kế hoạch, sản lượng đạt hơn 51%. Ông Hải cho biết, Ban đang cùng nhà thầu, tư vấn thống nhất giải pháp, đáp ứng yêu cầu thông xe toàn tuyến từ Bãi Vọt đến Vạn Ninh vào 30 tháng 4 năm 2025. Sản lượng giải ngân của đơn vị đạt gần 64%, vượt 7% so với kế hoạch đăng ký. Hai dự án Vũng Áng Bùng và Bùng Vạn Ninh tiếp tục đăng ký bổ sung vốn lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Tương tự, lãnh đạo nhiều ban quản lý dự án thành phần khác cũng thông tin đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung vốn, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa dự án về đích sớm. Những ngày cuối tháng 7, không khí thi công tại gói thầu XL2 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Vân Phong – Nha Trang nhộn nhịp hơn. Thời gian về đích đã được ấn định vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, sớm hơn dự kiến 6 tháng. Phụ trách thi công gần 23 km tuyến chính, ông Trần Bá Lam, chỉ huy trưởng thuộc tập đoàn Sơn Hải tự tin khẳng định, đơn vị đang kiểm soát tốt tiến độ và đảm bảo được thời gian hoàn thành theo yêu cầu. Đến nay, sản lượng thi công của Sơn Hải đạt gần 1.400 tỷ đồng, vượt hơn 20% so với kế hoạch. Đảm nhận thi công 17 km tại dự án đoạn Bùng – Vạn Ninh, ông Trần Hữu Hoàn, Giám đốc điều hành gói thầu XL02 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, hiện nay, giá trị thực hiện của đơn vị đạt sắp xỉ 53% giá trị hợp đồng, bám sát kế hoạch hợp đồng. Cùng với đầu tư tuyến chính, việc hoàn thành chuẩn bị đầu tư đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ cũng được các chủ đầu tư rốt ráo triển khai. Cập nhật tiến độ đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long Đinh Công Minh cho biết, hiện dự án đã được bàn giao 2 hectare mặt bằng, 3 hectare bổ sung theo quy hoạch, đã được ban bàn giao hồ sơ cọc cho địa phương. Đối với hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng, dự kiến trong tuần này, ban sẽ phát hành hồ sơ mời thầu. Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Quý cho biết, tại dự án Nha Trang – Cam Lâm, đơn vị đã bàn giao cọc mặt bằng cho địa phương từ cuối năm 2023. Ban đang bám sát địa phương để xong trong tháng 8. Với trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn và Vạn Ninh – Cam Lộ,
Ban đã bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng cho địa phương và đang phối hợp xử lý các vướng mắc để thực hiện bồi thường. Ông Lâm Văn Hoàng, Cục trưởng Cục Đường Cao tốc Việt Nam cho biết, hiện tại, 8 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 đã đàm phán với nhà đầu tư và hoàn thành ký hợp đồng. Ông Hoàng nói, các nhà đầu tư được lựa chọn đều có năng lực tốt, mục tiêu đến cuối năm 2024, cả 8 trạm đều hoàn thành công trình thiết yếu, các công trình thương mại khác có thể hoàn thành sau đó một thời gian. Theo báo cáo của các ban quản lý dự án, hiện mới có 3 trạm trên các tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lâm, Vĩnh Hảo có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8 năm 2024. Các dự án Nha Trang, Cam Lâm, Nghi Sơn, Diễn Châu có thể bán ra một phần trong tháng 8 năm 2024, phần còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm 2024. Dự án Phan Thiết, Dầu Dây dự kiến tháng 10 mới có thể bán giao toàn bộ. Đối với hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết, dự kiến một phần mặt bằng sẽ được bàn giao trong tháng 8, phần còn lại được hoàn thành trong quý 4 năm 2024. Các ban quản lý dự án cần làm việc, đề nghị các địa phương cơ bản bàn giao mặt bằng trong tháng 8 và hoàn thành dứt điểm trong tháng 9 năm 2024, lãnh đạo Cục Đường Cao tốc đề nghị. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư 13 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2, dự kiến việc mời thầu sẽ triển khai trong tháng 9, đầu tháng 10 năm 2024 sẽ có nhà đầu tư. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, các trạm dừng nghỉ ở giai đoạn 2 được triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng khi có nhà đầu tư là có mặt bằng sạch. Phấn đấu đến 30 tháng 4 năm 2025, các hạng mục công trình thiết yếu của toàn bộ 13 trạm sẽ được hoàn thành. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng và các ban quản lý dự án phối hợp xây dựng kế hoạch thi công các hạng mục, quyết định tiến độ từng dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 từ hạ tầng tuyến chính, đường gom, đường dân sinh đến hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh. Bộ trưởng nói, hệ thống phải đồng bộ mới được khánh thành. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành đồng bộ các dự án. Nếu có vướng mắc, các ban phải báo cáo để lãnh đạo bộ có hướng tháo gỡ, nhất là các dự án thành phần về đích dịp 30 tháng 4 năm 2025. Đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 phải giải ngân 100% vốn được giao. Bộ trưởng lưu ý, các ban có khả năng đẩy nhanh tiến độ phải bổ sung đăng ký theo nhu cầu. Quan điểm của Bộ là không hạn chế khối lượng đăng ký. Rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng làm trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Thông tin về tiến độ đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đại diện ban quản lý dự án 7 cho biết, trên cơ sở kết quả phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư của Cục Đường Cao tốc Việt Nam, ban đã phối hợp mời nhà đầu tư làm việc về kế hoạch triển khai. Một điểm đáng mừng là nếu thực hiện đúng quy định hiện hành, dự kiến đến tháng 1 năm 2025, việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, trên cơ sở báo cáo của các bên liên quan, Bộ Tài nguyên Môi trường đã cho phép triển khai giải phóng mặt bằng bổ sung theo quy trình rút gọn với thời gian rút gọn được khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, theo tính toán, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng cho dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khoảng 50 tỷ đồng. Đại diện Ban Quản lý Dự án 7 nói thêm, dự kiến trong tháng 7 năm 2024, tỉnh sẽ lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngay khi có mặt bằng, nhà thầu sẽ bắt tay vào triển khai các công trình thiết yếu, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Theo kết quả phê duyệt của Cục Đường Cao tốc Việt Nam, nhà đầu tư được lựa chọn xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ km 205-092 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là liên danh công ty cổ phần Thành Thành Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành, công ty cổ phần ô tô Việt Hàn, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn Investment, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước là 81 tỷ đồng. Giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 316 tỷ đồng, giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 36 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trạm dừng nghỉ km 205-092 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tiến độ tổng thể 18 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công là 12 tháng, thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư là 25 năm. Đối với dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ km 144-560 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh Futabus Line Thành Hiệp Phát. Giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước tại dự án này là 140 tỷ đồng. Giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án là hơn 313 tỷ đồng. Giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là gần 34 tỷ đồng. Tiến độ tổng thể dự án là 15 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công là 12 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.